Xin chào các bạn, tôi là Tính thuộc trung tâm đào tạo đồ họa cắt tóc Graphic Express. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hai phần mềm, đó là phần mềm SketchUp và Upright để hiện là triển khai rao bán trên CNC. Trước tiên là chúng ta sẽ vào là SketchUp 20. Cái phần SketchUp này thì các bạn cũng có thể là cài đặt trên Google, tại nó có cài đặt free hoặc là rách cho nó. Các bạn có thể hướng dẫn trên xem hướng dẫn trên Google mà để cài đặt cho nó. Khi vào phần mềm thiết chấp lên thì ta sẽ chọn cái tỷ lệ mà ra bán cho nó là millimeter, tại millimeter nó sẽ là trùng với cái tỷ lệ trên phần mềm upright của mình sau này. Để cho đó thì tôi sẽ hướng dẫn sau cho các bạn. Thì các bạn sẽ chọn vào millimeter. Đây là những cái plugin tôi đã cài đặt sẵn cho máy, đây là hỗ trợ cho phần vẽ của mình thôi. Cái này thì sẽ có một khóa học cho các bạn. Còn hôm nay tôi chỉ hướng dẫn các bạn là cái plugin này, là plugin của thằng ABS, để chúng ta triển khai ra bán và giải bán và sử dụng nó để ra cái thằng DSF, cái file để mà chuyển sang cái packet, để chuyển sang file apply để mà tiến hành là chạy bán và ra bán trên đấy. Thì cái phần ABS này chúng ta có thể cài đặt như sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn như thế này. Thì các bạn có thể là lên Google Chrome, chúng ta sẽ vào là gadget.net, ta sẽ vào là download miễn phí. Nó sẽ ra cái trang là đây, để vào Google thì sẽ ra ABS của chúng ta sẽ tải xuống. Sau đó chúng ta sẽ vào thư mục một download. Đây tôi đã tải về một bản rồi, thì tôi sẽ bây giờ sẽ di chuyển nó sang ODD thôi để cho mình dễ thao tác, như dễ kiểm soát cái thư mục này mình đâu về thôi. Xong rồi ở đây đúng không? Thì chúng ta sẽ vào lại cái chất. Ta sẽ vào Windows, vào lại Extension Manager. Chúng ta sẽ vào lại Install Extension. Vào thư mục đó, thư mục ở đây, chúng ta sẽ cào vào là ABS. Đây. Và chúng ta sẽ open nó. Thì cái thằng plugin ABS nó sẽ tự động chạy vào, sẽ hiển thị trên cái phần mềm của chúng ta. Đây, nó sẽ hiển thị như vậy. Đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu là đăng nhập trên phần plugin này. Chúng ta bấm vào bất kỳ những cái công đoạn thao tác trên cái plugin này. Đây. Sau đó chúng ta sẽ đăng nhập, bấm OK. Mình sẽ đăng nhập trên Facebook nha. Khi mà bạn đăng nhập trên Facebook thì nó sẽ hiện cho bạn cái mật khẩu, bạn phải nhớ cái mật khẩu của mình nha, chứ không là sẽ không đăng nhập được. Đây, tôi đã đăng nhập cho nó rồi. Tôi cũng giới thiệu sơ về những cái lệnh trong phần plugin này. Thì phần thứ nhất là phần đổi tên rename, phần thứ hai là cái phần gắn nhãn cho tấm, thì sau này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn khi mà giải bán nó sẽ tên như thế nào. Còn chọn ngoài sửa tấm thì giống như phần di chuyển mình thôi. Còn đây là cái phần đảo, đó là gắn nhãn, đây là xoay nhãn thôi. Những công cụ này các bạn có thể là tìm hiểu sau. Còn trước mắt thì chúng ta sẽ vào cài đặt cái đó. Đây là những cái vị trí góc liên kết, góc đơ, cơm đơ, cần gỗ. Đây là những cái phần vị trí của nó và những cái thông số của nó. Tùy theo cái kỹ thuật của các bạn thì các bạn sẽ điều chỉnh cho nó theo thông số của đúng của mình nha. Còn đây là những cái thông số của tôi.
Khi làm bên đơn vị nội thất thì tôi đã chọn những thông số, những cái mẫu cho nó thôi. Tôi điều chỉnh cho nó thích hợp theo những cái yêu cầu của bên gia xưởng, của sản xuất mình thôi. Đây, cái thông số của nó. Số chuẩn mới lại của tôi. Tùy theo cái phụ kiện của mình thì mình sẽ có là những cái thông số lỗ bản lề hoặc là những cái vị trí của con ốc cam hoặc là ốc trúc gỗ đơn hoặc là trúc đời như thế nào, cái đó thì sẽ do mình điều chỉnh trên những cái phần này. Đây là những phần phía trên của nó là những cái phần thông số là cơ bản cài đặt sẵn trên máy. Khi mà chúng ta muốn cài đặt là những thông số mới thì chúng ta cứ chọn cái thông số của như bộ cam đây, chúng ta cứ tạo mới cho nó thôi. Đây thì mình sẽ điều chỉnh những thông số cho nó thôi. Đây là những vị trí của nó, chúng ta có thể dựa theo vị trí của nó và canh lại những cái thông số này. Còn phần nhãn thì vẫn là nhãn của mình thôi, mình có thể là thay đổi cái phần tên nhãn của mình là tên công ty của mình chẳng hạn, kích thước tối đa 80. Còn chỉ dán cạnh của mình thì đây là những chỉ dán cạnh của tôi nhưng mà đã lập trình sẵn trên những cái ván và chỉ mà tôi đã ra, có thể là ván 104 thì sử dụng chỉ 104, 288 hoặc là 101, hoặc là những cái ván nào đó thì chúng ta sẽ đặt tên cho nó, thì chúng ta sẽ bàn thảo mới đặt tên cho nó, như ví dụ như là chỉ 39 chẳng hạn. Xong rồi độ dày của nó là cái độ dày số chỉ của mình là khi mua ngoài thị trường bên ngoài thì thường độ dày của nó là 1 mm, người ta sẽ chọn màu cho nó, có thể là tùy theo cái màu mình thích thì mình sẽ chọn. Xong rồi mình nhấn dấu vào dấu tích, đây nó sẽ ra cho mình là chỉ 399, 339 là 1 mm. Xong rồi phần sức tắm thì cũng không cần điều chỉnh gì hết, nó có đã theo thông số chuẩn rồi. Còn chạy phẳng thì cứ chạy phẳng bình thường. Như phần nét tim thì đường kính giao của mình là tùy theo đường kính giao của cắt của mình thôi, có thể là mình sử dụng là mũi 6, mũi 8, thì tôi thì đường nên tôi sử dụng là mũi 6 nên tôi sẽ thẳng là 6. Độ an toàn khi mà cắt của mũi là 0.5 và cách viền của tôi là 3 ly, hoặc có thể là lớn hơn là tùy theo cái sử dụng độ an toàn của mình thôi. Còn cái cổ ván của mình là từ chuẩn của mình là cổ ván công nghiệp của mình là 1m52 và 2m44. Đây, còn tài khoản của mình thì tôi đã đăng nhập rồi, tài Facebook của mình, đó là phần cài đặt. Hôm nay thì tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn cài đặt cái phần plugin này và những cái thông số cơ bản mà khi mình giao bán. Phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sao cho các bạn là sẽ hoàn dựng cơ bản lên mô hình của những cái nội thất của mình cần làm, và những cái thao tác để mình làm trên đấy. Chào các bạn.